driveway bị nứt, parking lot bị bể. Quý vị có nhu cầu cần đổ xi măng cho tư gia hay cơ sở thương mại, xin gọi ngay cho Đặng Đổ Xi Măng, chuyên nhận đổ xi măng cho các công việc từ nhỏ đến lớn như lối đi, sân sau nhà, chỗ đậu xe hay parking lot. Đặc biệt, công ty có đầy đủ dụng cụ máy móc để đập, phá lối đậu xe cũ và đổ lại mới chỉ trong vòng một ngày. Với sự chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín và đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một tấm xi măng hay chỗ đậu xe hoàn hảo mà giá cả thì phải chăng. Xin gọi anh Đặng 832 372 0902.